Shop phụ kiện Minh Thảo PCB, em xin được gửi lời chào đến tất cả những anh em đam mê săn bắn trên khắp mọi miền của Tổ quốc nha. Ngày hôm nay thì bên shop Minh Thảo em xin được giới thiệu đến với tất cả mọi người những cái dòng kính ngắm chống nhảy tâm, chống rung, chống giật ở trong tầm phân khúc giá dưới 2 triệu đồng, tốt nhất tâm khắc kính để cho mọi người có thể thoải mái là lựa chọn các bác nhé. Mẫu kính ngắm đầu tiên em muốn giới thiệu đến với tất cả anh em đam mê là mẫu kính ngắm Discovery FFP nhé anh em nhé. Đây sẽ là một cái video để em giới thiệu qua về kính ngắm, về sản phẩm và cập nhật lại giá cả để cho mọi người có thể là nắm bắt được các bác nhé. Kính ngắm Discovery FFP. Mẫu kính ngắm này thì là một mẫu kính ngắm, nó là phiên bản chống rung, chống giật, chống nhảy tâm, tâm số các bác nhé, tâm số. Thì đây em sẽ quay tâm để cho mọi người xem đây. Đấy. Đây em zoom lên nhé. Đấy, zoom lên thì tâm nó cũng lên theo các bác nhé. Đấy. Mẫu kính ngắm này thì anh em đã chơi cũng rất là nhiều rồi. Đấy, cũng chơi rất là nhiều rồi nhé. Đây, tâm của nó đây. Nhiều bác có rất là nhiều bác là hay hỏi bên shop là kính ngắm thì tâm nó có led hay không. Thì đối với những cái mẫu kính ngắm quang học, tất cả những dòng kính ngắm quang học ấy, thì nó đều là sắc led hết. Nó chỉ khác nhau duy nhất về phần là tâm số và phần là cấu hình thôi. Về phần cấu hình thôi. Thì ví dụ như mẫu Discovery FFP 4x16x44 này thì bên shop Minh Thảo em đang bán là có giá là 1.800.000 đồng. Anh em nào mua thì gọi điện đặt hàng hoặc là nhắn tin qua Zalo cho bên shop Minh Thảo em nhé. Đó. Nhà Discovery thì bên em còn có cả mẫu kính ngắm VTZ đánh xe. Một mẫu kính ngắm thuộc dòng mili mà ngắn hơn một chút xíu so với cái thằng những cái thằng bình thường. Đây. Thân 30, tất cả mọi người chú ý là tất cả những dòng kính ngắm em quay ngày hôm nay thì tất cả đều là thân 30 nha các bác nhé. Đây tâm của nó đây. Tâm số khắc kính. Con này thì bên shop Minh Thảo em đang bán ở giá là 1.800.000 đồng nha anh em nhé. 1.800.000 đồng. Đây tâm của nó đây. Ngoài ra em còn có cả kính ngắm của hãng TK nhé. TK số Wagner EAP chống nhảy tâm. Con này thì bên em còn mấy cái thôi, em đang bán cái giá là giảm giá cho anh em là 1.800.000 đồng. Anh em nhanh tay đặt hàng nhé các bác nhé. 1.800.000. Đấy, con này thì em chỉ còn mấy cái thôi, em bán giảm giá lốt. Con này thì ngày trước thì em bán là lúc chưa giảm giá thì em bán là hơn 2 triệu nha anh em nhé, 2.500.000. Thì bây giờ em giảm cho anh em là 1.800.000. Còn mấy cái tồn kho alo em bán nốt cho nó nhanh. Đây tâm đây. Đấy, anh em nào mua thích thì cứ alo cho bên em thôi. Kính ngắm thì dòng TK thì nó đây, mẫu mã thì như em quay như nào anh em nhận hàng thì nó đúng là y như thế nhá. Đúng là y như thế. Còn bác nào mà cần những cái mẫu kính ngắm mà thông số lớn ấy. Thông số lớn thì đây. Video này em có cho anh em, đó là mẫu kính ngắm TAG nha anh em nhé. Anh em thích thông số lớn. TAG. Thông số của nó là 5-20x50. Cái mẫu này thì em đang bán có giá là 2.050.000 đồng. Đấy, 2.050.000 đồng cái mẫu kính ngắm TAG này. Con này thì có cả tích hợp cả đèn hồng tâm luôn cho anh em nhé.
Anh em có thấy cái phần chắn ngang này không? Chắn ngang phần kính nó là cái livo cân bằng giọt nước ở bên trong kính nhé các bác nhé. Livo cân bằng giọt nước. Đây, bật đèn hồng tâm thì sẽ bật cho anh em đèn hồng tâm. Anh em mà thích thông số lớn thì đây là một con kính ngắm mà thông số lớn mà giá nó cực kỳ hợp lý ở phải chăng rồi. Đấy. Màu đen xanh và màu đỏ ạ. Con này là tâm số nha anh em nhé, tâm số nhưng mà nó thuộc dòng là kính ngắm sau, nó không phải như dòng kính ngắm trước như những cái mẫu kính ngắm em vừa quay cho anh em. Đây, thì zoom lên thì tâm nó vẫn sẽ như này, chỉ vật zoom vào thôi to lên thôi chứ tâm nó không to lên theo. Con này thì có đèn hồng tâm này, thông số 5-25x50 này, ở bên trong kính ngắm có cả livo cân bằng ở bên trong thấu kính ngắm nha anh em nhé. Đấy, giá của nó là 2.050.000 đồng. Đấy, thân là thân kính phi 30, chống nhảy tâm. Anh em nhìn cái đầu kính tàu thoát của nó rất là to nha các bác nhé. Phụ kiện đi kèm các bác cũng chú ý là bên shop Minh Thảo em thì có những phụ kiện nào đi kèm thì em sẽ để hết phụ kiện đó vào phần bên trong của kính, em không cắt giảm phụ kiện cho anh em luôn nhé. Đặc biệt là cái phần chân kính ấy. Đấy, bên em có đầy đủ tất cả những cái dòng chân kính để anh em bắt vừa vào củi của tất cả các bác, ví dụ như là chân 11 hoặc là chân dây 20 bên em đều có để lắp vào củi của tất cả mọi người nhé các bác nhé. Thì anh em nào mà muốn nhu cầu mà anh em bắn xa, zoom xa thì anh em sử dụng con TH này, giá nó cũng cực kỳ hợp lý, hàng cũng hàng mới của năm 2023. Còn ngoài ra thì bên em cũng có là mẫu kính ngắm mới của dòng TK, một mẫu kính ngắm mới của dòng TK nữa nha anh em nhé. Giá thì cũng cực kỳ hợp lý và phải chăng cho tất cả mọi người luôn. Cái mẫu kính ngắm TK này thì nó có tên mã sản phẩm của nó là TK HD Max 4-16 nhưng cho 44 SFP nha anh em nhé, SFP. Con này thì nó là thuộc dòng là tâm số khắc kính nhưng mà nó thuộc dòng là tâm cái bộ zoom của nó là bộ zoom nó đặt ở sau. Tâm thì cực kỳ là chất luôn nha anh em nhé, cực kỳ là chất luôn ạ. Anh em thấy chưa, giá thì là 1.500.000 đồng, rất là dễ tiếp cận cho tất cả mọi người luôn nhé. Đẹp chưa ngắm. Đây, bây giờ thì anh em có rất là nhiều sự lựa chọn. Ngày xưa thì với cái giá tiền mà dưới 2 triệu thì anh em chỉ có một vài mẫu, ví dụ như mẫu BSA, một hai mẫu thôi. Nhưng mà đến với shop Minh Thảo em ngày hôm nay em giới thiệu cho anh em thì em đã làm rất là nhiều mẫu kính ngắm để cho anh em có thể là thoải mái lựa chọn rồi. Tất cả các hãng kính ngắm mà đang hot nhất ở trên thị trường hiện nay thì em đều có nhập về để bán cho tất cả mọi người. Đấy, giá cả thì cực kỳ hợp lý rồi phải chăng? Em thấy em báo giá luôn ở đây rồi đấy. Nếu như mà em ngại mà giá cao thì em không bao giờ em dám báo giá công khai luôn nhé các bác nhé. Đấy, thì giá ở đây là em cho mọi anh em giá trực tiếp luôn để cho anh em có một cái gọi là tham khảo. Anh em thích cái mẫu nào thì em sử dụng rồi các bác cái mẫu đấy. Vừa rồi thì em đã giới thiệu cho tất cả mọi người là 5 mẫu kính ngắm là tâm số rồi. Thì không thể thiếu và không thể không nhắc đến đó là một mẫu kính ngắm tâm số ở đây rồi. Thì nhiều bác nào mà không thích tâm số thì hôm nay em muốn giới thiệu cho anh em về cái kính ngắm Westphunter nha anh em nhé. Westphunter, tên gọi và thông số của kính ngắm này, mã sản phẩm của kính ngắm này là Westphunter 4-16 HD, HD 4-16 nhân cho 44 SF nha anh em nhé. Đây, các bác nào mà chưa biết đọc thông số kính ngắm thì các bác đọc ở phần đuôi cho em nhé. Đây, ở bất kỳ phần đuôi của bất cứ dòng sản phẩm kính ngắm nào thì đều có dòng HD, đều có chữ HD này. Đấy, đều có chữ HD này. Thì để anh em có thể là dễ dàng mà anh em biết được cái mã sản phẩm và dễ dàng là biết được cái thông số của dòng kính ngắm này, anh em đang chơi là dòng kính ngắm gì. Thì các bác nào mà không muốn chơi tâm số, anh em chơi muốn chơi một cái tâm nó tâm dây tâm cộng bình thường thì đây. Đấy. Đấy, anh em thấy đẹp chưa? Dòng Westphunter. Tâm của nó cực kỳ là đẹp nha anh em nhé. Bây giờ cái khoảng cách từ tâm dây với những cái tầm cao này với cả tâm số các kính khoảng cách thì nó cũng đã được kéo sát lại rất là gần rồi, nó không phải là như ngày xưa nữa. Đối với những dòng tâm dây như này, anh em vẫn thường lo ngại nhất là vấn đề đứt tâm phải không ạ? Thì đối với vấn đề đứt tâm ấy, thì nhà sản xuất giờ người ta làm ở bên trong tấu kính là ngoài cái việc là làm ở bên trong ra thì bây giờ người ta còn chốt ốc ở bên ngoài nó cực kỳ là chắc chắn nữa, trừ phi anh em có bị va đập thật là mạnh.
thì nó mới gãy được tâm thôi. Còn nếu như anh em đi bắn chim mà bình thường va nhẹ va kia thì cứ như này là thoải mái luôn nhá các bác nhá. Đặc biệt những cái dòng mà tâm dây ấy, thì thường thường có những cái độ sắc nét của nó cũng khá là cao, độ sắc nét khá là cao đấy. Thì cái này thì do cái nhu cầu chơi của mỗi người thôi. Anh em thấy giá thì em đã để giá nó chỉ sàn sàn nhau, nó chênh nhau 100-200 nghìn, nó cũng không đáng là bao nhiêu cả. Các bác cảm thấy cái kính nào anh em thấy nó phù hợp với mình nhất, các bác thích cái tâm nào nhất thì các bác là liên hệ đặt hàng cho bên shop bằng hai số điện thoại em để trên màn hình đây đấy. Các bác cứ gọi điện trực tiếp cho bên em thì bên em sẽ trả lời cho anh em nhé. Anh em nào mà chưa lên được cây cổ bên em cũng tư vấn lên full cả một cây. Rồi, video của shop Minh Thảo em xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bác trong chương trình giới thiệu sản phẩm lần sau nhé các bác nhé.